Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo mà chúng tôi đã đưa ra trong các bản tin trước đó, hiện nay cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp tiếp tục phát triển sẽ đi vào khu vực vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên cạnh áp thấp này có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây cũng là tin vui cho chúng ta. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 7 giật cấp 8 từ vị tuyến 20,5 đến 21,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Tuy nhiên, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích, đưa ra những thông tin chính xác nhất và liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin sắp tới. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 20 đến 23 độ vĩ bắc, nối với một vùng áp thấp đi qua khu vực vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nên trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển phía đông bắc khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, từ ngày mai trở đi đến ngày 7 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Quay trở lại với thời tiết trong đất liền. Trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ngày từ 48 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục khoảng 20 đến 23 độ vĩ bắc kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Còn khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió tây nam gây hiệu ứng phơn thở mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây,
Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm nay và chiều tối mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa vừa, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc biển Đông, phía Bắc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.